Anh em nào thấy chậm có thể tăng lên 1.5, 2 chấm, có thể nghe nhanh hơn, hay hơn. Hành cùng Tư Vân chấp 70 số. Kỹ năng của tên siêu hạng này tuy rất mạnh nhưng quá là tiêu hao thể lực. May mà cấp con người này không cao. Nếu không, nếu không chừng bốn đại gia thật sự sẽ vỡ trong tay các người. Người còn chưa thắng. Cười gì? Hữu họ bỏ tướng ngươi chắc không phải tưởng xử lý với thường đơn giản là có thể chiến với ta chứ? Đừng có vọng tưởng quá. Đây là vũ khí gì? Tại sao đồng bì thiết cốt của ta ở trước mặt nó như giấy vậy? Ơn nhiễm xong chưa? Xong rồi. Vậy bên ta không còn lo lắng nữa. Gợi ý: Hả Chi Mẫu, Bố Ly Du làm trái hiệp nghị với Mờ, cưỡng cho can thiệp tiến trình chống lại địa thành. Số mấy của nhà mạo hiểm Trịnh Nhân Quân sẽ xảy ra sự cố sau một giây. Tại sao hai khẩu súng lại đồng thời kiệt đạn? Đùa gì chứ, sự cố thì ra là vậy. Xem ra thần của các người không chú ý bên này có người. Sứ giả của thiên giới, ngươi còn muốn chờ đến khi nào? Ngươi nhiễm thế nào vậy hả? Lúc nãy ta sẽ bị ngươi giết đi. Không đâu, ta cái chừng mực. Cảm kích bất tuẫn, mẫu thuần. Ngươi ý, dưới sự can thiệp lần hai của Hạ Chi Mẫu, Bồ Lý Chù, thánh tẩy của Phản Thiên Thần thì không thể giết nhà mạo hiểm Man Hanut. Không phải, vậy mà nó cũng không chết. Không thể nào, thánh tẩy sẽ đốt cháy mọi thứ không phải đơn vị truyền kỳ. Rõ ràng ngươi vẫn chưa phải truyền kỳ. Đương nhiên là vì Hải Chim Mẫu đang chú ý đến ta. Vô nghĩ, có hạn độ sử dụng vũ khí nóng, cố gắng tránh thủ phương của thành phố Đông Sơn đánh gia cấp tăng quá lợi hại. Nhưng gặp cái loại quái vật này đánh không chết này. Bổn kiến, tiếp đi. Cố lên, các người xém chút là cái thở thắng bổn đại gia rồi đó. Nếu ngươi không cẩn thận, bởi trong tay bổn kiến mà ngươi cho rằng chuyên gia tay không giết người, vậy đối với ngươi mà nói nhất định sẽ không thua gì là sỉ nhục chung cực nhỉ. Hiệu quả danh hiệu: lúc tay không tác chiến, sát thương đối với con người và chủng á nhân tăng gấp đôi. Chỉ dựa vào ngươi sĩ tâm vọng tưởng à? Ngươi quá ngạo mạn. Xóa lương chiến liên tục cơ thể ngươi sớm đã vượt giới hạn. Ngươi bây giờ không chỉ dựa vào cường độ cơ thể mà đón nắm đấm của ta nữa. Nghĩ cái tên mộ cho mình đi. Ngươi nên nghĩ tên mộ là ngươi. Lại lần nữa, siêu hạng. Gợi ý: nhà mô hiểu Mahanut nhận được chúc phúc của Hải Chi Mẫu Bố Di Lu. Thở lực tăng mức nhỏ. Gợi ý: điều này dẫn đến bất mãn. Gợi ý: chủ tử tử vong không bằng lòng tiết lộ danh tính, quyết định cung cấp chút giúp đỡ nho nhỏ cho bên thủ. Hít thở ổn rồi. Kabo: chủ tử không bằng lòng tiết lộ danh tính đã cải tạo mũ truyền kỹ tử vong khối là đức của bạn ta hiệu quả mới. Trưởng bên trường quản lý hộ nhất thôi. Lạ thật, giao diện nhà mạo hiểm của Trịnh Hải sao nhảy ra rồi? Cậu ấy còn chưa tỉnh à? Sao không dùng huy chương thí luyện? Khổ là đức. Nếu cậu dùng huy dương thí luyện kỵ sĩ anh dũng, cho cơ thể nấy được tuyệt chiêu của con ngư nhân này. Chờ đã, ngươi không phải Khổ La Đức. Theo lý nói, nó không biết con quái vật ngư nhân đó. Ngươi là ai? Đây là đâu? Thả lỏng, ta đúng thật là không phải Khổ La Đức. Ta là mẫu truyền kỳ tử vong Khổ La Đức học hỏi sinh ra tự tôi. Mà chỗ này là hiệu quả mới nơi huấn luyện của trương binh trường của ta.
Hò hó khi nào? Vào lúc nãy, chiến đấu của các ngươi và con ngư nhân đó thu hút sự chú ý của hai vị thần minh. Một trong số thần minh vì ba lần can thiệp tiến trình địa thành, khiến một vị thần minh khác bất mãn do đó, ta bị hò hó. Tiếp tục đến tại lúc nãy, tại sao không dùng huy chương thí luyện để tránh sát thương? Nếu là cậu chắc là có thể nghĩ đến cách giải này. Bởi vì lúc đó ta nghĩ dùng người sống sót trong kỳ tích chống đỡ. Cứ có một số giả chết của tử vong hành giả có thể lừa được ngư nhân đó không? Nếu có thích thì tìm cách đánh lén, thử một đòn chí mạng. Nhưng không ngờ sát thương của đạn nghiên khí đó gửi gớm như vậy, ta xem chắc bị giết rồi. Tại sao? Cái gì tại sao? Tại sao ngươi phải mạo hiểm với rủi ro lớn như vậy đã cược? Gặp của ngươi và hắn cách nhau nhiều như vậy, có thể kéo lâu như vậy, đã tính là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chờ giờ qua giữa, lùi đi cũng không ai trách ngươi cả. Chắc là vì đại thành này mà không chết, thật ra tôi là nguồn gốc chân. Nếu lúc đó tôi chọn giao lối vào địa thành này mà không phải tự công lược, nó không chừng nó sẽ không diễn biến thành như bây giờ. Vậy cậu có nghĩ qua không? Lỡ sau khi cậu nộp nhà mạo hiểm nhà nước không đã thông địa thành này thì sao? Mà sau khi cậu trở thành nhà mạo hiểm, chẳng qua cũng phải giúp đỡ qua nhiều người sao? Đó là hai chuyện. Chuyện nào ra chuyện đấy? Đúng rồi, ta phải làm thế nào mới có thể rời khỏi đây? Chiến đấu bên ngoài còn cần ta? Không cần nữa rồi. Chẳng phải tôi nói rồi sao, thần minh quan chiến bắt đầu xuống sân rồi, trò đùa này sẽ kết thúc nhanh thôi. Cậu tỉnh rồi, Cabo. Đúng thật là cơ thể yếu ớt. Mở ra giao diện nhà mạo hiểm. Trạng thái và phẩm thành tựu. Danh hiệu còn được, có mấy cái dùng được. Đừng manh động, con người. Tỏ chỉ mượn cơ thể đồng đội của cậu cho người chơi không tuân thủ quy tắc một bài học. Cậu đừng có làm chuyện dư thừa. Nhiều nhất 10 phút là đĩa thành này sẽ kết thúc. Không chào hỏi một tiếng đã chiếm dụng cơ thể của Trịnh Hải. Người như vậy muốn ta làm thế nào tin người không có ác ý với Trịnh Hải với bọn ta? Cũng đúng. Đứng ở góc độ của các người ta đúng là rất khả nghi. Vậy đi. Làm gì chứ? Sao lại kẹt đạn nữa rồi? Chết đi. Người sắp chết là ngươi. Siêu ám sát quyền. An nhiễm. Bị các ngươi chơi nhiều lần như vậy, cho dù là ngốc cũng biết nó ứng phó thế nào rồi. Ai?